Cảnh thế này phết. Anh Phụng ngồi đây à? Tưởng nước rồi. Thế ơi, làm gì? Bạn em đến kia. Mấy con máy bay nó ngáo kẹo. Chửi, nó dỗi, đéo cay được. Rồi, quay, nó dỗi, bố mẹ dỗi luôn. Mấy ông quay ông ao nhẹ. Ở đây người duy nhất không được dỗi là đây em thôi. Mình được dỗi chứ. Live stream nè. Live stream để giữ lên video đầy quá. Ok. Xong chưa vào mày ơi. Live stream nhưng mà nếu em không cho em xin bài đoàn quân đi ạ. Nếu em không chia sẻ thì cũng không ai xem. Ok. Đây là để chia sẻ. Máy lên rồi. Đúng không? Vì sao uống không đường đào mưa trơn buồn rơi. Chà, con chà mi ơi, sắp Thái Nguyên rồi, ta đến Thảo Mai nhớ gì. Hết dũng say đời, vội nào chỉ con lòng sắp Thái Nguyên rồi. Đấy, mọi người phải vào lúc tổ hợp chứ.